thì nó là như thế nào mình không nắm được thì không biết. Vâng. Như câu thơ hoặc là câu ca dao mà vẫn nói là đồng đăng có phố Kỳ Nừa, có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh, ai nên xứ nàng cùng anh, tiếc công bắc mẹ sinh thành ra em, tay cầm bầu rượu nắm nem, mải vui quên hết lời em dặn dò, gánh vàng mà đổ sông Ngô, nằm đêm mơ tưởng đi mò sông Thương, vào chùa thắp một tuần hương, miệng khấn tay vái bốn phương chùa này. Chùa này có một ông thầy, có một bà vãi và cây ngô đồng. Cây ngô đồng không trồng mà mọc, lá ngô đồng rẽ dọc rẽ ngang, quả dưa gang trong vàng ngoài trắng, quả mướp đắng trong trắng ngoài xanh. Đấy là một câu ca dao cũng truyền thuyết từ đời nào để lại. Vâng. Xin chào các bạn nhé. Hiện tại thì bây giờ thì Sơn đang ngồi ở một cái vị trí nó cũng rất là đẹp, mà vị trí này thì nó cực kỳ là mát, và Sơn đang ngồi cùng với một bà cụ, bà là Bán người nước. dân dân địa phương ở đây, và bà bán nước ở vị trí này. Thì ở cái vị trí mà Sơn đang ngồi đây á thì chính là dưới chân cái ngọn núi của làng Tô Thị. Làng Tô Thị là ngay bên trên đầu luôn các bạn ạ. Thì dưới này nó có một cái cửa hang đây. Như các bạn quan sát thấy bên trong này thì có một cái cửa hang nó rất là đẹp. Có nghĩa là một cái cửa hang nó rất là vuông vắn và nó to, và Sơn cũng có ghé vào bên trong rồi. Thì bên trong thì nó cũng rất là rộng, nhưng mà ở bên dưới này thì người ta có kiểu như là người ta rào lại và không cho con người đi vào bên trong, bởi vì nó sẽ có một cái điều gì đó nó kỳ bí ở bên trong. Thì bây giờ thì Sơn cũng sẽ hỏi bà cụ bán nước và là người dân địa phương ở đây để xem là về cái truyền thuyết về cái cửa hang này từ ngày xưa nó đã có những cái gì ở đây. Thì Sơn sẽ hỏi bà và để cho mọi người được biết và hiểu đến về cái cửa hang này nó có lối thông đi đâu hay là gì gì đấy ở cái đất xứ Lạng này như thế nào các bạn nhé. Con chào bà. Thì bà cho con hỏi một xíu là cái cửa hang này thì nó có tên gọi là cái hang gì không bà? Cái hang này thì tên gọi của cái hang này thì người ta chỉ gọi là hang dưới chân nàng Tô Thị. Vâng. Trên núi là nàng Tô Thị đứng. Thế thì cái nếu mà nói về cái hang này thì nó là quả núi, thì Tô Thị đứng ở trên, cái hang này ở dưới. Vâng. Thế còn cái hang này thì trước đây thời chống Mỹ là nhà máy cơ khí có mang máy cơ khí vào đây để làm. À. Thế qua cái đợt khi hết chiến tranh cái thì trong cái hang này thì cũng không, tức là chính quyền hay là địa phương cũng không sử dụng làm gì, và Vâng. cũng không ai vào để cải tạo lại nó để cho nó sạch sẽ gọn gẽ. Vâng. Thế thì chính quyền mới thấy là trước có một cái ông điên, À. ông vào đây ông ấy ở, xong ông làm bê bối bẩn hết cả cái khu vực này. À. Thế là công an chính quyền phải mời ông ấy đi. Vâng. Mời ông ấy đi được thì có làm nên hai cái cánh cửa sắt ở chỗ này rất là to đẹp. Vâng. Đây, những cái người ta đập còn mất À đây. kia, vẫn còn bản nề kia kìa. Vâng, bản nề có là săn ngang là làm rất đẹp, không cho người vào với lý do là sợ trong động này nó không sạch sẽ, sợ có những con động vật bọ sát bọ xiếc rắn rết À. không đảm bảo cho khách, cho nên là ở bên văn hóa hoặc chính quyền tôi cũng không nắm được rõ là Vâng. ai, nhưng mà người ta đã làm nên một cái cánh cổng, hai cánh cổng sắt rất đẹp đấy, ngang dọc đều Vâng có. vâng. Thế thì trước Tết 2001 này, tháng 12 gì đấy tôi còn nhớ, tôi còn nhìn thấy là vào đây vác ra mà không dám nói, sợ. Thì chắc là những anh chàng À, ngáo rồi quá, rồi rồi. nghiện ngập thì mới vào cắt mất, buổi tối là cắt mất hai cánh cổng này. Thế là bây giờ nó toang hoang thì khi mà ấy thì công an khu vực qua đây mới cả, thì chúng tôi cũng nói là đấy, bây giờ là người ta cắt mất cái cánh cổng này rồi, toang hoang quá. Thế thì không biết bên văn hóa hay là bên bảo tồn bảo tàng hay là chính quyền mới rào dây thép gai vào, Vâng. thì lại được một mấy đứa trẻ con nó nghịch cái nốp xe ở kia kìa, Vâng. nó năn xuống những nốp xe như thế kia, nó Vâng. năn xuống thì nó lại bung cái cửa này ra như thế này. Vâng. Còn chính bà ở đây, như thực tế bà quét dọn và bán nước trước đây
bà quét dọn trên này cho sạch sẽ và cấm người đi bậy bạ dưới này. Vâng. Ngang khói thì bà thắp nơi đây bởi vì đây là một ngôi miếu. Vâng. Miếu dù tư nhân hay là của chung thì cũng vẫn là thờ phụng. Cho vâng, nên đúng rồi. Ngày bà bán nước đây là ngày nào bà cũng thắp hương. Bà cũng thắp nhang đây. Bà cũng thắp nhang. Vâng. Thế thì cái nhà anh này anh bảo là cô có thì bà phải xin phép anh ấy. Vâng. Là bây giờ người ta bảo riêng của ta rồi thì bà ấy bảo là anh ơi bây giờ thì bà già rồi, bà cũng hâm mộ và tin vào Phật Thánh nhưng mà bà già bà chẳng đi đâu được, bà chỉ có bán nước ở đây thì anh cho bà thắp hương nhá. Thì anh ấy bảo cô có thắp hương thì cô cứ thắp ngoài cửa xong cô cắm ngoài chứ cháu không mở cửa cho cô và thế cũng được. Thế là từ đấy tôi được thắp hương ở đây, tôi cứ cắm hết đây và tôi bảo vệ là không cho người cúng bậy bạ ở thế dưới là, này. Chính là ngôi miếu ở bên cạnh đây đúng không bà? Vâng, ngôi miếu bên cạnh. Thế là cái ngôi miếu này thì là theo như là những gì như bà nói thì con vừa nghe, con hiểu qua là ngôi miếu của một người kiểu như là của gia đình. Cá nhân, gia đình cho người ta thôi. Chứ không phải là từ ngày xưa mà được tôn tạo lên hay không, là nó như thế này. Trước đây thì theo bà được biết là ngôi miếu này thì nhỏ bấu ở vách đá đây rồi. Vâng. Thế xong được các có cái bà Đức ở phố nhà bà. Vâng. Cùng mấy bà Đồng. Vâng. Thì mới cùng nhau xây lại nên thế nào? Tạo dựng lên xong là hàng xóm với cả thì mỗi người công đức. Vâng. Thì tạo dựng người xây nên nó được khang trang như thế này. Thế nhưng mà các bà Đức mấy bà Đồng với cả các bà đứng xây thì lại không hỏi là miếu này là có từ đâu hay từ đâu. À, cái nguồn gốc là cái lịch nguồn sử gốc, từ đâu ạ? Lịch sử từ đâu thì các bà cứ thấy như thế thì xây tôn, nên. Tôn tạo lên, thêm tôn lên thôi. Tạo lên để vâng. Xây xong rồi thờ phụng. Nhưng mà đây lại là miếu riêng của miếu gia riêng đình. Của gia đình của người ta. Của người ta thì người ta sẽ không đồng ý cái chuyện đấy là vâng, đúng. Vâng, vâng. Thế thì là từ đấy thì là gia đình giữ và không có có vâng. Cho khách đi lại mở cửa vào. Nghĩa là cũng không cho khách vào tham quan hay thắp nhang gì cả. Vâng, bởi vì là cổ tư của gia đình vâng. Người ta thì không thích. Bà cho con hỏi xíu là cái ngôi miếu này ấy, thì là của dòng họ nhà nào ấy, thì bà có lắm không? Của thế nào? Của là dòng họ nhà họ Đoạn. Họ Đoạn ạ? Vâng. Đoạn thế thì cũng ở trong làng này thế này. À vâng, cũng trên làng. Có nghĩa là từ xa xưa rồi, cái ừ. Họ là từ xa xưa, từ ngày xưa là bên nhà họ Đoạn là người ta đã dựng lên cái ngôi miếu ở đây để ừ, miếu nhà người cúng ta đây rồi. Từ bao giờ thì bà cũng không nắm vâng, rõ. Vâng. Cái đấy bà chỉ biết là khi làm lên thì là mới làm thôi. Vâng, vâng. Mới làm lên thì gia đình cũng được 2-3 năm thì gia đình thấy là kiểu của riêng thì người ta không muốn để mà tập phương vâng, đi vâng. Lại thì người ta nếu là cúng của nhà người ta thì người ta làm là đúng, người vâng. Ta không phiền hà đến khách thập phương đúng là rồi. Đúng. Vâng, thế bà cho con hỏi thêm một xíu, thế là cái hang này thì con cũng có nghe một số người nói là cái hang chính là cái hang này thì nó có cái lối đi thông sang cái hang bên động bên động Tam Thanh, động Nhị Thanh, có phải không hả bà? Không, cái hang này chắc là nhiều người vào, bà thì chưa vào bao giờ nhé. Dạ vâng. Nhưng có những anh cũng hỏi như anh xong mà vào, bà bảo vào thì là sợ rắn rết, còn vào là tùy thôi. Vâng. Thế vào thì bảo là nó chỉ ngắn với nó rộng như từng nào thì bà cũng không biết, như cửa sau của nó đây này. Vâng vâng. Đây nó có cửa sau đây. À có cửa sau bên này. Đây vâng. Cửa sau đây này. Vâng vâng. Đấy, thế nổi sau thì nấp nối đi xong thì là cái kiểu là không có ai tô tạo thì cứ đất đá trên kia xuống cây cối sắt lở xuống. Đây cửa vẫn còn đấy. Vâng. À, thế thôi chứ còn thì bà không vào bao giờ. Vâng. Không vào, bà đây chỉ quét dọn từ đây đến xuống cái bậc xuống kia. Xuống cái bậc dưới thôi. Không bao giờ bà qua khỏi cái bậc ấy để vào bởi vì già rồi mắt mũi kém. Vâng. Những con động vật ác của mình không xử lý con, được. Con còn nghe thấy là bảo là trước là còn có rắn hổ mang rồi rắn to ở những, trong này bò ra nữa. Những cái này thì trong hang động cái này theo mình nghĩ không phải là cái gì thì cũng là phải có rắn. Vâng. Bởi vì cây cối rồi ẩm thấp như này thì những con động vật đấy nó ở thì là cái chuyện là có. Chuyện đấy là bình thường. Nó là cái bình thường đó. Nó chỉ có cái điều là nếu cải tạo lại rồi sang sửa lại có điện có đóm thì nó sẽ bớt đi. Còn những các động bên kia thì nó cũng như thế này nhưng mà bây giờ có người trông nom vào đúng rồi. Thì nó thành đẹp. Vâng. Đấy.
Nhưng cái này thì cũng là bên văn hóa người ta cũng chưa tôn tạo hay là tu sửa gì thêm để làm một cái nơi gọi là tham quan du lịch gì. Ừ, bởi vì còn trong nó như thế nào mà không tu tạo nào thì bà không biết. Vì bà cũng chưa được vào bên bà trong này. Bà không vào bao giờ. Bà không vào bao giờ. Bà già rồi, bà chỉ có bán nước ở đây, kém chín nước rồi, khách quan đi lại rồi dạ, các thứ thôi. Vâng. Thế qua thôi được rồi, thế thì con xin cảm ơn bà nhá. Vì bà cũng đã cho con biết thêm về một phần về cái hang động này là từ trước là đã có thì bên từ ngày xưa chống Mỹ là đã có. Cái này nó là thiên tạo chứ không phải là mình là làm nên nhé. Vâng, và cái này thiên tạo tự nhiên. Thiên tạo tự nhiên 100% rồi. Có núi là có hang rồi. Dạ vâng, đúng ạ. Chứ không phải là mình làm. Dạ vâng. Thế con cảm ơn bà rất là nhiều nhá. Không có gì. Dạ, cảm ơn. Anh chị đã vào hàng bà uống nước. Bà biết đến đâu thì bà nói thôi. Dạ vâng ạ. Đấy, tuổi trẻ nên cao mà được, các anh hỏi thế này mình phải nói. Thế bà lại nói lại như này, những người đến cứ hỏi. Có những anh đến cũng như anh hỏi, Tô Thị có từ bao giờ? Tô Thị có từ bao giờ không ai biết. Vâng. Đúng không? Đúng, chỉ là truyền thuyết thôi. Truyền thuyết để lại. Truyền thuyết để lại, đời đời kiếp kiếp. Và truyền thuyết này từ cụ kỵ mình đã có rồi, thì mình biết nó từ bao giờ. Nếu ai bảo là Tô Thị có từ đời bao nhiêu là người nói phét, nói nát, nói không đúng sự thật. Vâng. Tô Thị là truyền thuyết. Truyền thuyết để lại. Truyền thuyết để lại, không ai biết có từ bao giờ. Cũng không ai biết là làng Tô Thị quê quán ở đâu. Vâng. Đấy. Mình phải nói với nhau là như thế. Lúc con có lên quan sát ở bên trên cái bức tượng đá làng Tô Thị, cũng như là cái bức đá đấy, thì con thấy là cũng có được sự tôn tạo của bàn tay con người đến rồi. Trước là mưa gió qua, trải qua bao thời kỳ mưa gió, lâu năm rồi thì nước chảy đá mòn. Vâng. Tô Thị trước là đứng chênh vênh ở ngoài. Thế thì mưa to gió lớn, sấm to gió lớn, trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh thì nó cũng rồi bị ảnh hưởng. Nó cũng bị ảnh hưởng rồi, mưa to gió lớn thì là nó xói mòn, thì nó rơi xuống chỗ này. Rơi xuống đầu miếu bên kia. Chính là rơi đâu. Rơi xuống dưới đường này. Thì xong thì bên văn hóa lại mới nhà bắt đầu tôn thành tạo phố lại. Mới lại đưa lên để tôn tạo lại thì mới đưa xê vào trong. Đấy, cái đấy nó là có sự thật. Vâng, nhưng ngày xưa nào nó ở dích bên ngoài một xíu nữa. Ngày xưa như đây là núi thì đứng ra ngoài này. Chênh vênh mà. Chênh vênh bên ngoài. Chênh vênh bên ngoài là một bìa đá. Thế bây giờ nước chảy đá mòn nhiều nữa đây thì nó. Đúng rồi, với cả qua cái quá trình thời tiết cũng như là cái chiến tranh bom mìn các thứ. Bây giờ có những hòn đá to tướng cũng còn rơi còn nở, đúng không? Đúng rồi bà. Thế cái này mà bảo vì sao không ai nắm được, không nên nói là vì ai để mà rơi phải không? Vâng. Mà đấy mình, là cái truyền thuyết từ ngày xưa là làng Tô Thị, còn từ cái thời nào thì cũng không ai nắm biết được cái việc đấy. Bởi vì này nhá, bố mẹ các cụ sinh ra như thế là bà già hơn anh. Vâng. Đã thấy rồi. Thế đến bố mẹ thấy rồi, đến mình thấy rồi thì ai biết, còn kỵ trước thì biết từ đâu. Không thì cái này cứ truyền đời thôi, truyền đời trước cho đời sau là đấy chỉ cái bức tượng làng Tô Thị. Bức tượng làng Tô Thị là bồng con chờ chồng. Đồng con chờ thế chồng. Thế thì chỉ có nói là như thế thôi. Thế thì có một câu thơ nó như thế này. Vâng. Đồng đăng có phố kỳ nửa. Vâng. Thế thì nhiều người đến đây trong miền Nam hỏi bảo Lạng Sơn làm gì có phố kỳ, Đồng Đăng làm gì có phố kỳ nửa. Cái này nó cũng là truyền thuyết. Thì nó là như thế nào mình không nắm được thì không biết. Vâng. Nhưng câu thơ hoặc là câu ca dao mà vẫn nói là Đồng Đăng có phố kỳ nửa, có làng Tô Thị có chùa Tam Thanh, ai nên xứ nạng cùng anh, tiếc công bắc mẹ sinh thành ra em, tay cầm bầu rượu nắm nem, mải vui quên hết lời em dặn dò, gánh vàng mà đổ sông Ngô, nằm đêm mơ tưởng đi mò sông Thương, vào chùa thắp một tuần hương, miệng khấn tay vái bốn phương chùa này. Chùa này có một ông thầy, có một bà vãi và cây ngô đồng. Cây ngô đồng không trồng mà mọc, lá ngô đồng rẽ dọc rẽ ngang. Quả dưa gang trong vàng ngoài trắng, quả mướp đắng trong trắng ngoài xanh. Đấy là một câu ca dao cũng truyền thuyết từ đời nào để lại. Thế thì theo mà nói truyền thuyết thì cũng có nhiều cái. Thì kể là làng Tô Thị đến đây tìm chồng không thấy, thì chùa Tam Thanh này, trước bức tượng của đồ chùa Tam Thanh này này, thì đúng có một ông thầy,
cách xa thì có một bà vãi cây ngô đồng như toàn bằng đá. À, thì có nghĩa là bằng kiểu như là do thiên nhiên hóa nên nên bức dệ tượng này. Bức tượng là đấy. Bức tượng đá đấy. Và... thế thì sau cái quả tên lửa mà các cháu học sinh nó đi tìm được, nó mới gõ gạc để nó nổ ở đấy, mấy cháu ở bên Ba Toa thì là nó bị nổ tung cái quả tên lửa ấy, và mấy cháu nó cũng mất xác hết ở trong cái cửa hang ấy. Thì nó mới đá biết thì ở cửa hang nó mới bung hết, thì bây giờ mới mất cây ngô đồng, mất tượng bà vãi, mất tượng ông thầy. Vâng. Thế thì bây giờ là bên văn hóa rồi tất cả nhà nước mình, tỉnh Lạng Sơn thì bắt đầu tu tạo nên cung Tam Bảo, cung thờ, cung này khác thì là phải tu tạo nên. Có nghĩa là về sau này thì bắt đầu mình tu tạo lại, dựng lại những nhưng cái còn trước thì theo chỉ cái có truyền thuyết thôi. Từ ngày trước. Còn trước thì chỉ có một đấy bức tượng bằng đá bên này. Vâng. Mọi người lên vào thăm còn đốt đuốc, núp xe đạp để đi vào trong cái giếng đó. Núp vào còn đường bé lắm, không như thế này. Vâng. Đấy, nó là sau này thì người ta cải tiến hơn nên nó cải tiến tôn tạo lên cải tiến lên và lập nên một nơi thờ Ninh thờ Thiên. Cúng, vâng. Vâng. Đấy bà chị biết thờ cúng cũng theo theo như cái từ truyền thuyết từ ngày xưa rồi. Vâng, vâng. Vâng. Đấy. Thì trước là cũng có tượng nhưng mà tượng thì bằng đá. Vâng, vâng. Vâng, vào dự tượng ngay cổng vào. Vâng. Thế vậy thôi, con cảm ơn bà rất nhiều. Dạ, nay ghé qua hàng nước của bà và con cũng được biết thêm rất là nhiều những cái thông tin về cũng như là những cái lịch sử của chính đất xứ Lạng mình. Và thêm như là những ví dụ như là về cái bức tượng làng Tô Thị này, cũng như là động Tam Thanh hay là bên chùa Tam Thanh mọi thứ thì con cũng đã được biết thêm rất là nhiều. Thì con cảm ơn bà rất là nhiều nhá. Vâng ạ.